Em Dũng xin kính chào các bác nhá. Các bác cùng nghe chất âm đi. Em sẽ giới thiệu sau các bác ơi. Hay quá luôn. Đẳng cấp 1301 CD3, California 468B và một con súp huyền thoại FPKF 800. Không còn phải từ gì để miêu tả. Các bác cứ nghe theo tai nghe để nghe đi. Em Dũng sẽ để các bác nghe hết cái bài remix này luôn. Come on. Mở nhỏ nhạc một chút các bác ơi. Chất tiếng này, chất âm thanh này, em nghĩ rằng để có được cái chất tiếng này, các bác lưu diễn mà em đang đánh nhạc remix, đang đánh nhạc non stop, mà các bác nghe tiếng tép, tiếng bát, tiếng trung, nó cực kỳ mượt và phải dùng từ là nó hoàn hảo các bác nhá. Tiếng bát nó xuống sâu mà nó chắc nịch từng tiếng một. Nếu các bác đứng ở sân khấu, các bác đeo tai nghe vào thì các bác nghe tiếng bát đếm được luôn các bác nhá. Đánh phát một ra nghe được rõ tiếng bát luôn. Nó gọi là tiếng nó tròn kinh điển các bác. Còn con loa Bose 301 CD3 mà ghép với, nhất là những cặp đẹp như này, mà ghép với cái dòng Jaguar 506N, 203N, nó đã hay đến kinh điển rồi. Nhưng mà ghép với 468 thì cái tiếng tép của nó và cái tiếng chất tiếng của nó sạch hơn rất nhiều các bác nhá. Nhưng mà không phải sạch hơn ít đâu. Lý do tại sao con 468B này có những thời điểm lên đến 16 triệu, 15 triệu các bác. Nhưng thời điểm bây giờ em Dũng tối qua có báo bao nhiêu em nhỉ? Bán các bác cái này bao nhiêu tiền nhỉ? 11 triệu thôi đúng không? Chiếc 468 này, các bác nhá, 468B siêu đẹp này, em Dũng để các bác giá chỉ có 11 triệu thôi. Rẻ hơn bình thường khoảng 3 triệu các bác nhá. Hàng đẹp xuất sắc, zin nguyên bản mới. Cái hàng này là đẹp mới như này là mới đến 99% các bác nhá. Cực kỳ nguyên bản, chưa một lần sơn lại các bác nhá. Đó các bác. Đây là dòng âm ly của Mỹ chính hiệu các bác. Kali là âm ly Mỹ. Và nó đẳng cấp hơn Jaguar. Bởi vì Kali này nó bán bản quyền cho Jaguar. Jaguar 506N và 203N nó đang sản xuất theo cái tiến trình của cái âm ly này các bác nhá. Và tiếng của nó nghe hay khỏi nghĩ các bác. Và có súp FPK 800 nữa các bác nhá. À, bây giờ em sẽ bảo anh em đấu vào FPK 1500 cho anh nghe thử xem nào. Đó, Nhật này đấu vào 1500 cho anh nghe thử đi. FPK 800 các bác nhá. À, như bác hỏi là một cái cặp bốt 301C3 này nó đánh với một con súp FPK 800 hay không, hay là FPK 1000 cái nào hay hơn, thì em khẳng định các bác luôn, lên đến FPK 800, FPK 1000 hay là FPK 1500 thì nó đều là những con súp đẳng cấp các bác nhá. Và tiện thể đây em sẽ báo giá tất cả những cái dòng loa Bose hiện tại em Dũng đang về đó các bác ạ. Rất nhiều Bose luôn các bác nhá, các loại Bose luôn đó các bác. Và Bose để các bác nghe đấy, đang không bật súp các bác nhá. Đang không bật súp các bác nhá. Để các bác em tắt bỏ súp đây. Để các bác không bật súp các bác nhá, các bác nghe đấy. Đó, cho bác nghe thử cái chất tiếng của 468 nó oánh vào Bose 301 hay nào các bác nhá. Các bác. Quá hay rồi các bác ạ. Đó, em đấu vào súp các bác nghe thử đi. Đấy, bây giờ em sẽ đấu sang con 1500 các bác nhá. Bây giờ các bác đặt câu hỏi là một con súp FPK 1000 hoặc FPK 1000 thì hiện tại nhà em Dũng đang hết. Sắp tới sẽ về thêm vài con màu vàng, màu đen nữa các bác. Thì súp FPK 1000 giờ nó lại rẻ hơn FPK 800 và rẻ hơn FPK 1500 là cái chắc rồi. Đó, nhưng mà FPK 800 này ngày trước nó sẽ rẻ hơn FPK 1000, nhưng giờ FPK 800 không hiểu lý do vì sao FPK 1000 nó lại bị giảm giá các bác nhá. Và FPK 800 này đang để các bác giá trên thị trường nó phải tầm 16 triệu các bác nhá. Nhưng em Dũng đã để các bác giá chỉ có 14 triệu rưỡi thôi, nguyên các tân hồ hướng dẫn.
rất đẹp các bác nhá. Đó, nó luôn các bác, đây là những cái con súp mà nguyên bụi lông để các bác chơi nó các bác. Còn FWK 1500 đây các bác nhá, là em để các bác một con súp này là trên thị trường những con FWK 1500 nguyên bụi lông di nguyên bản này thì giá những con FWK 1500 này sẽ dao động khoảng trên 18 sẽ có mất trên 19 triệu rưỡi. Nghe không được có giá đầu 8 các bác nhá. Nhưng em Dũng đang để các bác giá con này bao nhiêu chung nhỉ? 18.6 à? 18.6 các bác nhá. Đây các bác FWK đây các bác. Đợi em tí đây. Đây các bác nhá, đây sẽ đánh các bác nghe thử đấy ạ. Đây các bác nhá, em sẽ đánh các bác nghe thử luôn. Đây. Pha đâu em? Đó các bác nghe thử đấy ạ. FWK 1500 đang lên đấy các bác nhá. Đó các bác. Đây là FWK 1500 đang lên các bác nhá. FWK 1500 nó bị động đất các bác nha, đất nó rung cứ như thể là động đất các bác. Mày ngửa cái súp cho các bác xem này. Dã man luôn. Nói chung là hai cái dòng súp đẳng cấp này các bác còn ghép với những dòng Jaguar hay là đời nông mà đi với bốt 301, đi với bốt 601 thì thật sự các bác nó không còn gì để chê các bác nhá. Và với cái tiếng chất của cái loa FWK 800 này này, đi với 301 CD3 hay đi với 301 CD2 Detroit này, em nhận gấp cho anh cặp CD2 Detroit nữa. Đó. Thì thật sự các bác là cái tiếng của nó ấy, em lại ưng cái bụng hơn khi các bác ghép FWK 800 các bác nhá. FWK 1500 này em đánh giá nó là một con súp đánh chất tiếng quá lớn các bác ạ. Nếu mà các bác ghép FWK 1500 này, các bác đánh với bốt 301 CD3 kia, đánh một cặp thôi các bác nhá, thì em cảm thấy những con 301 CD3 kia nó không theo được con súp này các bác ạ. Đó, trong cái phối ghép không phải các bác cứ mua súp to là được đâu các bác nhá. Những con súp nó phải pha cộng hưởng của nó các bác ạ. Thì cái tần số cộng hưởng của con súp nó phải phù hợp với tần số đáp tuyến của cái loa vệ tinh của mình ấy, gọi là cái loa chính này các bác. Đó, khi các bác đánh như này nó gọi là 2.1 rồi. Cái loa bốt miễn nhiên nó biến thành cái loa vệ tinh các bác nhá. Loa vệ tinh là gì? Nó kêu hiệu ứng các bác ạ. Nó kêu cái hai cái hiệu ứng gọi là hiệu ứng vệ tinh các bác. Còn cái này nó là chính giữa các bác. Các bác tưởng tượng là cái dùng từ loa vệ tinh này các bác. Nó vệ tinh nó sẽ chạy xung quanh cái trọng tâm của nó. Thì cái súp này chính là cái trọng tâm này các bác. Thì khi các bác đánh với bốt 301 CD3, CD2 hay là bất những dòng bốt nhỏ các bác, thì các bác đánh với con súp FWK 1500 này, nó cảm giác súp nó hơi bị thừa các nhá. Mở volume mới có 30% thôi các bác. Này. Cảm giác nó hơi bị thừa súp các bác ơi. Cảm giác nó không được đây các bác nghe đấy. Đây em đánh với 3 là 1 CD2 để chót các bác. Đánh này không khác gì các bác đánh đánh này thì thật sự các bác là cực kỳ to các bác nhá. Gia đình chỉ cần chơi này là quá to các bác. Các bác ạ, cùng là một cặp loa, cùng là mức volume âm ly, nhưng cái con súp FWK 800 này em phải bật đến 50% đến 70% cái volume đó các bác. Con súp em chỉ bật có 30% thôi các bác. Mà nó kêu nó muốn cho cái đôi loa 301 CD3 hay 301 CD2 kia là muốn tắt ngẩm luôn các bác. Công lực nó quá lớn các bác nhá. Nên các bác có nhu cầu mua, em nhắc cho anh con súp FWK 315 ở đây. Còn một sự lựa chọn nhỏ nữa các bác nhá, cũng là bát 25 các bác ạ. Nhưng mà chất tiếng của nó cũng không thua kém các bác nhá. Nhấn mạnh các bác là đều là dòng QD bass các bác nhá. Đều là dòng QD bass của nhà Yamaha thì nó chứng danh rồi. Thì các bác có nhu cầu lấy cái súp mà để mà chơi với 601 C3 ấy, thì các bác hãy nghĩ đến con 800 và con 1500 hoặc là con 1000 các bác nhá. Còn nếu các bác chơi với súp những con loa bốt 301 C3 này hay là 301 CD2 này, các bác cứ chơi FWK 800 cho em thôi. Trở về các bác nhá. Không cần súp to đâu các bác ơi. Đó. Nếu có mua to thì phí tiền các bác ạ. Đó, không cần thiết đâu. Cứ các bác mua cái con súp có cái công nghệ QD bass của Yamaha, cái gọi là súp đề cao các bác nhá, là nó có chất tiếng hay như vậy các bác nhá. Các bác yên tâm đi. Bass 30 hay bass 25 hay bass 20, cứ QD bass là các bác nghe tiếng bass rền rất sâu và rất chắc các bác nhá. Rền sâu nhưng mà không bị đuôi các bác.
Đó. Và đây thì em đang đánh các bác xem ở đây. Đây các bác bút. Đây là bút 3.1 CD 2 để chót các bác nhá. Đó các bác. Em sẽ tắt cái sub đi các bác. Đây các bác, em tắt sub các bác nghe thử này. Đó. Các bác nghe thử cái tiếng bút 3.1 CD 2 các bác nhá. Đánh không với âm đi Jaguar 4 âm đi Kani 468B các bác nhá. Các bác nghe đấy ạ. Đây em sẽ mở một đoạn này. Các bác lưu giúp em đây là em đang đánh cho các bác nghe thử cái tiếng ở trên cái California mà em đánh vào bốt bài 1C2 để chót. Em không bật súp các bác nha. Để các bác nhìn súp đi ạ. Em tắt vào hết các bác nha. Đó, tắt vào hết súp này luôn. Đó các bác. Để các bác nghe thử một cặp mà loa bốt được đánh trên cái Jaguar ở trên cái Cali 468 nó hay nào các bác ạ. Các bác nghe đấy ạ. Cần súp luôn các bác nhá. Nếu mà nghe này khỏi cần súp luôn, đánh ở giữa hết luôn các bác nhìn này ạ. Đánh ở giữa hết luôn. Tiếng rất sạch luôn. Tại sao những cái dòng bốt 301, CD3, CD2 nó lại nhiều người muốn chơi như thế các bác. Đẳng cấp của bốt các bác nha. Cực kỳ đẹp. Những cặp bốt siêu đẹp của nhà em. Những phút giây lòng ta vẫn nhớ hoài. Những cặp đời chót siêu đẹp các bác nha. Đây các bác. Đây các bác nha, em sẽ mở nhỏ nhạc một chút. Đây là một cái chiếc súp nữa mà giá thành rất vừa phải các bác nhá. Cái súp này thì nó có một cái đời nữa là FW515, hàng nội địa châu Á các bác nhá. Đây là dòng xuất Mỹ và dòng Nhật Bản. Đó là FW315. Các bác lưu giữ em là đuôi 315 và đuôi 515 nó giống y xì đúc nhau, nó chỉ khác nhau cái tên gọi ở từng thị trường. 315 này là xuất Mỹ, điện 102 và điện 100 Nhật Bản. Đó các bác nhá. Nó là dòng đa cầu điện. Nó có cả suất châu Âu nữa. Điện 240V. Đây các bác phải để ý phía sau này các bác nhá. Nó có hai dòng các bác nhá, rất nặng các bác ơi. Đây này. Đó, nó đa cầu điện các bác nhá, 110, 120 này, 220, 240 này. Nó là suất Âu các bác nhá, dòng này dòng suất Âu. Tình trạng về đẹp xuất sắc luôn này các bác. Nguyên siêu các bác nhá. Đây nguyên siêu luôn. Thì FW315 này nó cũng là bass 25 và nó cũng là cái công nghệ QD bass các bác nhá. Đây QD bass các bác nhìn này ạ. Cũng là công nghệ QD bass đây các bác nhá. Đó. Thì cái chất tiếng của thằng này, đó em sẽ để các bác ghép nghe thử này các bác. Và em đánh luôn cái nhạc này này các bác nhé. Đánh cái nhạc nhạc sàn mẹ các bác nghe thử này. Thì riêng cái thằng 315 em tiến gần vào. Cái 315 này các bác nhé, các bác đánh với bốt 301 CD2, CD3 nó rất là vừa miếng các bác nhé. Hoặc là BMB 450C cũng được các bác nhé. Nếu các bác mà những bác chơi BMB nhá, dòng BMB nhất là dòng BMB nội địa Nhật các bác ạ. Đó, mình nhắc cho anh cái cặp BMB Made in Japan này đây. Đó. Đó. Mình nhắc cho anh cái cặp Made in Japan ở đây em. Cứ để anh bật cho. Ô, mất điện rồi. Thôi các bác ơi. Đó, các bác đang quay thì chỗ nhà em mất điện luôn các bác. Đùng phát mất điện luôn các bác nhá. Đó. Đấy các bác ơi, đấy đang quay thì đấy, thực ra vẫn ảnh hưởng bởi bão các bác, vẫn ảnh hưởng bởi bão. Nên là em Dũng đang quay để giới thiệu các bác. Em soi đèn cho anh phát. Đó, thì cái bốt 301 CD3 hay là 301 CD2 các bác nhé. Những dòng này các bác mà chơi với những con súp, những cái dòng bốt nhỏ có chơi với những con súp FW315 hay 515. Đó, hay là FW800 các bác nhé. Đó thì là, hoặc là 320 gì đấy thì nó rất là hợp. Các bác không cần thiết phải chơi những con súp to như FW1000 hay FW1500 đâu. Cứ quy đề bát là chất nó hay các bác nhá. Và tiện thể báo giá các bác luôn cái súp 315 này các bác nhá. Đó. Em để các bác giá con súp này là
8,5 đồng siêu đẹp như này các bác nhá, siêu đẹp luôn. Và ở đây em sẽ quay các bác một dàn 601 series 3, em đang về ở đây các bác nhá, một dàn 601 series 3 là cứ 40 triệu một cặp bao ship các bác nhá. Đó, 601 series 3 thùng vàng về rất nhiều các bác nhá. Đó, đợt này về rất nhiều. Và qua đây nữa này, 4.2 CD2 thùng vàng các bác nhá, siêu đẹp luôn các bác nhìn thấy ạ. Dưới ánh đèn của điện thoại nó quay các bác nhìn, gân zin bát tép cực kỳ đẹp các bác nhá. Các bác thông cảm là đấy, em đang quay mất điện đó, đang quay video để giới thiệu các bác thì mất điện. Thì cái 4.2 CD2 này thì em Dũng cũng quay nhanh các bác luôn. Nó chất âm thì đẳng cấp rồi, không phải bàn những cái dòng này các bác nhá. Những cặp trùng CD rất đẹp luôn các bác nhá, thùng vách siêu đẹp luôn. Đó, những cặp mà đẹp xuất sắc như này em Dũng để các bác giá 12,8 triệu thôi. Đó. Và 301 CD2 đời chót này, đẹp xuất sắc như cái cặp em đang mở các bác. Đó, những cặp 301 CD2 thì thường nó không có trùng CD đâu các bác nhá. Nên các bác đừng hỏi em CD. Đó, cặp nào may mắn thì nó trùng, không trùng thì thôi các bác nhá. 301 CD2 đời chót để các bác giá 8 triệu đồng thôi, giá rất rẻ các bác nhá. Đó, đẹp xuất sắc thùng vàng. Còn đây là bốt 402. Đấy, cái bốt này là bốt đây 2 đây 2 không, bốt này 214, nó chính là 201 CD4 các bác nhá. Đó. Nó chính là 201 CD4 các bác nhá. Thì cái dòng bốt này em sẽ để các bác giá 3,5 triệu thôi cặp này. Nó ra rất rẻ các bác nhá, trên thị trường nó khoảng 4 triệu các bác. Đó, siêu đẹp luôn. Còn đây là 301 CD2 đời chót thùng đen này các bác. Lô này về có đúng một cặp thùng đen này các bác nhá. 301 CD2 đời chót thùng đen thì em Dũng sẽ để các bác giá 7 triệu thôi các bác nhá. 7 triệu thôi các bác, giá rẻ không các bác ơi. Siêu rẻ luôn, ruột là CD3 các bác nhá. 7 triệu thôi các bác nhá, giá rất rất rẻ luôn các bác, trời đi các bác. Bát chính là ruột nó chính là bát CD3 và tép của nó cũng là CD3. Đó, nhưng mà vỏ CD2 nhưng thùng đen. Đây thùng vàng các bác nhá. Thì các bác chơi cái thùng vàng nó đã rẻ so với tầm tiền rồi các bác ơi. Nhưng chơi thùng đen nó còn rẻ nữa nhá, chất âm vượt tầm tiền đấy các bác ơi. Đó. Mua các bác thích mua bốt 301 CD3, thích chất tiếng của bốt 301 CD3 nhưng các bác không đủ tiền chơi 301 CD3 thì chơi 301 CD2 đời chót cho em. Và cặp thùng đen này nó là một cái đường tắt rất ngắn để các bác chơi 301 CD3 các bác nhá. Chính vì nó màu đen nên nó giá rẻ hơn cái này 1 triệu liền các bác ơi. 7 triệu đồng và trên thị trường giá những cái cặp này cũng phải tầm 8 triệu các bác nhá. Em Dũng luôn luôn bán giá tốt cho các bác luôn đó các bác. Đó, và đây là 301 CD3 đây. Về tiếp một lô ở đây, nó có một tràng dài đây các bác nhá. 301 CD3 đợt này em về cũng khoảng độ 6 7 cặp nữa đó các bác. Thì với những cặp 301 CD3 siêu đẹp như em quay đầu clip với các bác. Thì những cặp siêu đẹp thùng vách siêu đẹp luôn. Em Dũng để có giá 12,5 đồng, 12 triệu rưỡi các bác nhá. Đó, 12 triệu rưỡi một cặp 301 CD3 thùng vàng, trùng CD siêu đẹp. Và em có đấy, đây khoảng 5-6 cặp đây cơ. Đây, CD3 thùng vàng mở từ đầu video các bác nghe đấy ạ. Đó, còn các bác có nhu cầu lấy sản phẩm nào thì nhắn tin cho em Dũng. Ngoài ra những dòng âm đi đời nông 1500R, 1525R này, 1500AE này, rồi thì đời nông 2000 vân 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 vân, những cái mẫu đời nông 2000 35 mã, 45 mã AE các bác nhá. Thì đánh với 601C3, 301C3, 301CD2 rất là hợp. Đó. Hay những dòng Kali này, Jaguar này, vân 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 vân. Em Dũng đang có rất nhiều đẩy crown nữa các bác. Thì em Dũng xin báo giá nhanh như vậy các bác nhá. Các bác có nhu cầu lấy sản phẩm nào thì nhắn tin cho em. Xin kính chào các bác. Đó, các bác mất điện rồi nên quay nhanh các bác ạ.